Tập 112 Khả năng đặc biệt. Quả cầu pha lê thần kỳ dự báo rằng ngày mai ngươi sẽ gặp phải một con rồng độc ác. Vậy tôi phải làm thế nào để giải cứu công chúa đây? Hãy giữ lấy ba viên đá quý này. Đó con ơi, uống nước ép dưa hấu thôi. Bọn con tới đây. Cảm ơn cô đám mây. Cảm ơn mẹ. Không có gì, mẹ biết ngay là các con khác rồi mà. Sao cô đám mây biết là bọn cháu khác rồi? Đúng vậy, sao mẹ biết con muốn uống nước ép dưa hấu? Ai da, kẹo bông, thật không ngờ mẹ em có khả năng đặc biệt, có thể dự đoán giống quả cầu pha lê. Thật sao? Mẹ đám mây, có phải mẹ có khả năng đặc biệt không? Khả năng đặc biệt chính là nấu cơm rất ngon. Mẹ ơi, con đang hỏi nghiêm túc mà. Mẹ đám mây, mau mở cửa. Đi mở cửa đi, là bố trụ xanh đó. Lại quên mang chìa khóa rồi. Bố quên mang chìa khóa rồi. Sao lúc nào con cũng đoán vậy? Mẹ con đi đây, tối gặp lại. Đám mây à, trưa nay mẹ muốn ăn món gà tím đậu phụ có phải không ạ? Đúng rồi, vẫn là đám mây nhà ta hiếu thuận nhất. Đây là việc con nên làm mà. Cái Bố đang tìm kính lão phải không? Đúng rồi. Không có nó thì bố chẳng đọc được gì. Mẹ đám mây. Mẹ đám mây sao vậy? Kẹo bông muốn đi vệ sinh. Mẹ đúng là thần kỳ quá. Kẹo bông, cậu biết không? Mẹ đám mây thực sự có khả năng đặc biệt đó. Khả năng đặc biệt chính là chuyện gì mẹ đám mây cũng đoán được. Cho nên sau này chúng ta không được phạm lỗi nữa. Mẹ nhất định sẽ biết. Mẹ đám mây, nhìn cái này xem. Tờ áp phích này không phải của con đúng không? Đây là của quả táo nhỏ. Con rất thích nên con sẽ mang trả lại. Kẹo bông làm đúng lắm. Như vậy mới là đứa trẻ ngoan biết giữ lời chứ. Cũng cảm ơn hoa gạo đã mang trả lại dép lê. Ngày mai trường mẫu giáo sẽ phát đồng phục mới. Mẹ có biết là màu gì không? Màu xanh lam. Wow, chuyện gì cũng đoán đúng. Mẹ quả nhiên có khả năng đặc biệt. Con bảo mẹ có khả năng đặc biệt sao? Khả năng đặc biệt gì chứ? Vì mẹ có thể đoán được màu đồng phục. Mẫu giáo của các con gửi tin nhắn trưng cầu ý kiến của phụ huynh mà. Mẹ đâu có khả năng đặc biệt gì. Không phải chuyện gì mẹ cũng đoán được sao? Vậy con áp phích, sao mẹ biết không phải là của con? Con vừa đặt áp phích dưới đệm giường cho phẳng. Không bao giờ quần tròn cái này cả. Mẹ không có khả năng đặc biệt. Vậy sao lại biết con và anh đầu to khác nữa? Các con đã chơi lâu như vậy, đương nhiên là phải khác rồi. Vậy sao mẹ biết hoa gạo muốn đi vệ sinh? Nếu chó chạy vòng tròn hết mặt đất, tức là chúng muốn đi vệ sinh. Nhưng mọi người trong nhà muốn gì mẹ đều biết. Vậy bố đi đây, buổi tối gặp lại. Bởi vì mọi người đều là người nhà của mẹ, mẹ đương nhiên hiểu rõ thói quen và sở thích của mọi người. Con biết rồi, mẹ đám mây không phải là bà mẹ có khả năng đặc biệt, mà là bà mẹ đặc biệt tốt.
đèn chiếu ngôi sao của kẹo bông. Ây da, thứ gì vậy? Chết rồi, tôi cắt ném trúng chú Mao rồi. Bộ dạng của chú Mao lúc tức giận rất đáng sợ. Con chó của nhà chú Mao cũng rất dữ. Hoa gạo cũng chưa chắc đánh lại được nó. Bọn mình không phải cố tình, chắc chú Mao sẽ không giận đâu. Ai đó lại dám dùng túi xác đánh lén ta? Chú Mao, bọn cháu không cố tình đâu. Xin lỗi chú, đám quỷ nghịch ngợm này, một ngày không gây họa thì không chịu được hả? Không cố tình ư? Lần trước đá bóng làm vỡ cửa sổ nhà ta cũng nói là không cố tình. Đánh bóng sổ trúng đầu ta cũng nói là không cố tình. Ta thấy các ngươi chính là cố tình. Xem lần này ta xử lý các ngươi thế nào. Chú Mao định tới bắt bọn mình ư? Vậy chúng ta mau chạy thôi. Mình không tin là chú Mao dám đánh bọn mình. Đúng vậy, hoa gạo, cậu không được hèn nhát. Quả như là trẻ con, dọa một chút đã chạy rồi. Hoa gạo, trẻ thôi, không là bị phát hiện đó. Đó là túi cát cuối cùng của chúng ta, nhất định phải lấy lại. Sao chú Mao lại đứng trong sân thế nhỉ? Chúng ta đợi chú ấy vào nhà đã, rồi sẽ lẻn vào. Hoa gạo, cậu không được nhắc gan nữa đâu nha. Lát nữa cậu dụ con chó kia đi, để bọn mình tìm túi cát, nhớ chưa? Đã lâu rồi không thấy được bầu trời đầy sao. Ta nhớ hồi còn nhỏ, cô tôi đến là trên trời toàn là sao. Này là chòm tiên hậu, chòm lạc hộ, bắt đầu thất tinh, tất cả đều nhìn thấy. Cuối tuần sinh nhật ta, nếu có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao thì tốt quá. Bé ngoan, năm nay lại chỉ có hai chúng ta vừa sinh nhật rồi. Đúng rồi, ngày mai đừng quên nhắc ta, trả lại túi cát cho bọn kẹo bông nha. Chú Mao thật đáng thương, sinh nhật chỉ có một mình. Thực ra chú Mao cũng không xấu, ngày mai còn định trả lại túi cát cho bọn mình. Hay là chúng ta tổ chức sinh nhật cho chú Mao? Được đó. Hoa gạo, mình về nhà thôi. Đây là tròn tiên hậu, chú Mao nói đã từng nhìn thấy. Wow, đây là vương miện của tiên hậu nè. Đẹp quá, cái này thú vị thật. Chòm cự giải, mình biết cái này là chòm sư tử. Đây là bắt đầu thất tinh. Em có một ý này, mỗi người chúng ta vẽ một bức tranh chòm sao làm quà sinh nhật cho chú Mao. Ý hay đó. Các con đang vẽ gì vậy? Vẽ ngôi sao ạ, để làm quà sinh nhật cho chú Mao, để chú ấy có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao giống như khi còn nhỏ. Các con thật là có lòng. Vẽ xong rồi. Đầu to, con vẽ chòm sao gì vậy? Đây là chòm sao UFO. Anh Tiểu Minh, đây là chòm sao gì? Đây là chòm sao hamburger. Nếu có một ý này, chúng ta biến tranh vẽ của các con thành đèn chiếu có được không? Đèn chiếu ư? Đúng vậy, có thể khiến những ngôi sao các con vẽ biến thành một bầu trời sao. Được ạ. Trước tiên, quét lỗ những ngôi sao mà các con đã vẽ. Sau đó gấp bức tranh lại thế này. Hoàn thành rồi. Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Chú Mao, đây là quà bọn cháu tặng chú. Chú Mao, đây là những ngôi sao tặng chú. Cảm ơn các cháu, khiến chú lại thấy được một bầu trời đầy sao.